Gần chục ngàn con đơm đớm bay lượn lấp lánh trước mắt, y như những nàng tiên nhỏ bé bay lượn trong rừng cây. Tuy chỉ có 40 phút ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho du khách kinh ngạc và hứng hở. Du khách nói, đơm đớm bay từ trên núi xuống. Những đốm sáng lấp lánh dần, dần dần bay xuống mặt đất, rồi chúng bay lượn chung quanh người của bạn thật là thích. Ông có từng thấy đơm đớm vào tháng 7 hay không? Du khách trả lời, không, đây là lần đầu tiên. Chính quyền nguyện Nam Đầu tổ chức hoạt động ngắm sao kết hợp với xem đom đóm và bảo vệ sinh thái tại Sang Linshi. Từ đầu hè cho đến nay, hoạt động ngắm đom đóm 40 phút đã thu hút trên 70.000 lượt người đến đây, mang lại gần 20 triệu doanh thu cho khu vườn Sang Xi. Ông Giang Hoa Trương, Trung tâm Giáo dục Tự nhiên Sang Linshi nói, tháng 7 thì có đom đóm vàng, mùa thu thì có đom đóm mùa thu và trong tuần tháng 2 thì có đom đóm thần mộc từ khi nghỉ hè mọi người đua nhau đi nghỉ mát mặc dù là ngày thường nhưng các khách sạn đều đông nghẹt khách họ đến đây chủ yếu là để xem đom đóm những con đom đóm nho nhỏ nhưng mang lại lợi ích kinh tế to lớn